chào các bạn. Đêm nay Kim Ly coi Paris by Night 132. Mới đi check Covid, có nghĩa là ai mà có giấy check Covid 2 mũi tới 3 mũi họ mới cho vào coi, còn nếu không là hoàn toàn không được vào coi. Có nhiều người đó các bạn biết không, đi tới đây quên đem tờ giấy hoặc là không biết cách nào để lên online để check thì bắt buộc phải đi về. Đấy thì Kim khi mà đi vào đây check xong rồi mình được cái tờ giấy nó cho mình đeo trên tay như vậy nè. Đấy thì tới đây Kim sẽ cho các bạn coi là họ check như thế nào nha, kỹ lắm luôn á. Đây, trước khi đi vào trong rạp để coi Paris by Night thì chúng ta phải đi qua cái chỗ này đây các bạn, để họ check xem là đó mình có tờ giấy check Covid, check ngừa Covid chưa. Đều phải có giấy check ngừa thì mới được vào đây các bạn thấy không. Đó, đến đây là họ phải kiểm tra rất là cẩn thận. Sau khi kiểm tra rồi đó thì bắt đầu họ sẽ cho mình một cái tờ giấy để đeo ở trên tay. Người nào mà có đeo cái tờ giấy ở trên tay có nghĩa là họ đã có check ngừa rồi. Mà nếu người nào có quên cái tờ giấy check ngừa rồi chỉ có nước đi về thôi. Đấy, có nhiều người thì họ sử dụng công nghệ thì họ chỉ cần lên online họ đánh cái tên của họ vào thôi thì họ cũng có thể lấy được cái kết quả check ngừa của họ. Khi đấy, mình đưa cho họ coi cái tờ giấy check ngừa của mình á, kèm theo cái bằng lái xe của mình nữa. Họ sẽ đeo vào trong tay như vậy nè. Hai chị. Hai. À, đúng rồi. Yeah. Đây đông lắm các bạn ơi, đông vô cùng luôn á. Giống như là sau một thời gian Covid mấy năm trời đó, năm nay họ được coi ca nhạc của Paris by Night nè. Phải nói là đông như là kín cỏ vậy đó. Nhưng mà khi mà đi vào trong để đi coi ca nhạc nha, họ khám xét giống như là mình đi qua phi trường mà đi qua cái chỗ mà để kiểm tra hành lý cũng như là kiểm tra người á. Họ xét kỹ lắm luôn á. Bây giờ họ vào bớt rồi nè, bây giờ cô Kim sẽ quay sát cho các bạn coi nha. Đây các bạn thấy nè, khi đi vào nè. Đó, họ khám xét nè, họ rà soát giống như là mình đi vào để mình check in đi qua các nước bằng máy bay vậy đó. Đấy, họ rà soát kỹ lắm luôn. Đông quá trời đông luôn, đông lắm. Còn ở bên này nha, nếu mà các bạn đi vào trong rồi mà các bạn muốn đi ra đó thì họ sẽ dùng một cái đồ để họ giống như là stem á, họ đóng dấu vô cái tay mình. Thì khi mà mình đi qua lại á, họ chỉ cần soi cái đèn pin thì cái dấu nó sẽ nổi lên. Giống như bây giờ Kim đi tới nè, thì Kim sẽ đưa cái tay cho họ để họ coi nè. Nếu mà cái tay của Kim đó, như anh này anh đã đi ra, anh vào rồi, anh check in rồi. Xong rồi bây giờ anh đi ra, thì bây giờ nếu mà anh đi quay lại đó thì người ta chỉ cần rọi cái đèn pin vào nó nổi cái dấu lên là mình đi vào thôi. Đấy, đi vào bên trong là bà con đi vào đây đang mua nước uống nè. Đó, còn ở đây là một cái logo của Paris by Night 132. Có bao nhiêu nghệ sĩ là họ sẽ đăng lên trên này hết. Và sau các chị đi coi ca nhạc thì chị nào cũng đẹp lộng lẫy. Ngày mai sẽ còn một suất nữa lúc 1 giờ chiều. Và đây chị nào cũng đến để chụp hình nè. Còn bên đây là một cái logo của Tiếu Vương Hội ngày mai vào tối lúc 8 giờ tối ngày mai. Ở đây gồm có Quang Lê nè, rồi có Hương Thủy nè, rồi có Trang Thanh Lan, có Giáng Ngọc, rồi Thiên Ngô, Văn Ruy, MC Việt Thảo, Hoài Tâm, Thúy Nga, Minh Nhí nè, Hồng Đào, Hoàng Nhất, Kiều Oanh. Ồ, có Kiều Oanh là hay rồi đó. Dưới đây là những người ngày mai á, hát trong VIP nè.
bên nào cũng có người chụp hình, như họ để một cái logo bên kia và một cái logo bên này. Còn đây là các bạn thấy, đây là một cái sơ đồ ở trong rạp để lát hồi Paris By Night sẽ trình diễn nè. Các bạn thấy cái sơ đồ không? Ở trên á, nó kêu là stage đó, là ở trên là sân khấu, còn ở dưới là ghế cho khán giả coi nè. Rồi bây giờ là Kim đi vào trong sân khấu rồi nè. Chắc cũng sắp sửa mở màn rồi. Chào em nha quý vị, chủ hứa rồi đấy nha quý vị. Rồi bây giờ chị muốn chúc Tết nè, chị muốn hát bài. Đây sân khấu ở trong này nè. Rồi bây giờ họ đang sắp hàng đi vào, từ từ. Show diễn chắc cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Kim đi coi show Paris By Night, về đến nhà là cỡ 3 giờ mấy sáng. Bởi vì từ ở trên bờ chân gà và về đến nhà Kim khoảng 1 tiếng 15 phút đường thông suốt, không có kẹt xe. Nhưng mà cái lúc mình đi đó bị kẹt xe khoảng 2 tiếng đồng hồ đó. Lúc mình đi là khoảng cỡ 5 giờ thiếu 15 phút, và đến đó cỡ 7 giờ là kẹt xe khoảng 2 tiếng đồng hồ. Kinh hồn không? Phải nói là đợt này đó, đi coi Paris By Night á, là như vậy, để Kim kể cho các bạn nghe. Mới đầu đó, nghe trung tâm Thúy Nga lên có nói rằng là kỳ này có mời 3 đứa con của Phi Nhung qua đây để trình diễn, để mà có một cái ủng hộ tinh thần cho 3 đứa con của Phi Nhung, cũng như là ủng hộ cho 3 cháu đó. Nên là ở bên này họ đổ xô đi mua vé, đi mua vé đông lắm luôn á. Bởi vì sao? Vì cũng mong rằng là xem là 3 đứa con của Phi Nhung bữa nay ra sao, rồi các cháu thế nào, rồi sau khi mẹ mất thì nói chung là nhiều người rất là yêu thương những đứa con của Phi Nhung. Đó nên là cuối cùng á thì Paris By Night lại nói là không có đưa các cháu qua đây được. Có lẽ là vì Covid, mình đoán là như vậy. Nhưng mà lý do gì thì không biết, nhưng mà chắc chắn là vì Covid không có qua được thôi. Nhưng mà dù gì chăng nữa đi thì trong 2 năm chống dịch ở nhà thì các bạn cũng biết là tù túng lắm. Mua cái vé đi coi xa xôi như vậy, đã vậy nha, đi kẹt xe nữa. Khi lên trên đó đó các bạn biết không, đông như kiến cỏ vậy đó. Thì có lẽ là trong cái tâm tư tình cảm của mỗi người đều giống nhau hết. Cứ nghĩa là 2 năm ngồi trong nhà buồn quá, bây giờ có một cái show đầu tiên diễn ra thì tại sao không đi thưởng cho mình, đúng không? Nhưng mà trong cái tâm hồn của mỗi người đều cũng mong muốn có một cái gì để giải trí, để xả stress. Khi mà lên trên đấy coi, các bạn biết không, khi mà Kim lên tới nơi đó là đi vào cũng khoảng chừng còn 1 tiếng đồng hồ nữa thì diễn. Mặc dù là show diễn nó là 7:30 nhưng mà thường thường đó họ có quay phim ghi hình đó thì họ sẽ trễ thêm khoảng chừng nửa tiếng để họ chuẩn bị cho kỹ. Khi vào tới nơi đó, họ cho mình đi vào đi coi show thì nói chung là họ check rất là kỹ, nhất là về Covid đó. Khi vào xem đó, ai cũng phải đưa cho họ cái tờ giấy mình chích ngừa 2 mũi. 2 mũi là mình đã có tờ giấy rồi, còn ai có 3 mũi thì càng tốt, nhưng mà bắt buộc nha, bắt buộc là phải có cái tờ giấy chích ngừa 2 mũi. Có nhiều người các bạn biết không, họ không có biết đó, họ đi họ không có mang theo cái tờ giấy đó. Trời ơi, thứ điều là họ muốn khóc luôn đó các bạn. Muốn khóc luôn đó, tại vì họ không có cho vào. Luật lệ ở bên Mỹ này đã gọi là luật thì không có thể nào năn nỉ hay là ý ôi hay là có một người nào đó dắt vào. Không, không có cái điều đó xảy ra. Nếu mà đó gọi là luật thì bạn đến bạn coi đúng như thế, bạn cứ thế bạn vào. Còn nếu mà không có cái tờ giấy chích ngừa thì ok, mời bạn đi về, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nói chung là tại vì có nhiều người họ không biết thôi, chứ nếu mà họ biết đó thì họ lên trên Google đó, họ đánh là COVID test mà xong rồi họ đánh tên tuổi của họ vào thì nó cũng sẽ show up cái result của mình, là cái kết quả của mình ra thôi. Nhưng mà tại vì nhiều người không biết đó, đấy nên là họ có nhiều người họ muốn khóc luôn đó. Tại vì khi mà đi lên đó là đã kẹt xe này, là còn chuẩn bị quần áo. Khi mà coi một cái show lớn như vậy đó, thường thường ở bên Mỹ này là họ cho đó giống như là một cái ngày đại tiệc, dạ tiệc, mà dạ tiệc giống như là bằng giải trí vậy đó. Nên là họ sửa soạn nè, họ đi làm tóc nè, rồi make up, mặc quần mặc áo. Bữa đó đó thiệt sự nha, Kim không có sửa soạn cái gì hết đó. Bởi vì sao? Trời lạnh quá, nó buốt luôn á. Cái bữa đó không biết tại sao nha, mà trời lạnh buốt luôn á. Nên là
riêng một mình Kim ở cái bếp đó, trời ơi, một rừng các chị là các cô, các bà, các chú, các anh, các chị là có phải là ai cũng đẹp vậy đó, mặc quần mặc áo, người thì mặc giống như cái sore vậy đó, rồi có người thì make up là style vậy đó, là đẹp vô cùng luôn, giống như là đi dực tham dự tiệc cưới vậy đó. Nhưng mà riêng Kim thì chị mặc một cái quần jean và cái áo sơ mi bình thường đi vào, giống như là tomboy vậy đó. Đi vào đó, nói chung là lạnh quá thì mình cũng nghĩ cho đi xa nữa, chẳng biết như thế nào đi trên đường có kẹt xe hay không nữa đấy. Sau khi mà mình đưa cho họ coi cái tờ giấy chích ngừa của mình xong, tới lúc mà mình đi vào trong rạp để coi nha, họ check in cho mình giống như là mình đi qua phi trường này đó các bạn, giống như mình đi qua một nước khác vậy đó. Khi vào phi trường các bạn biết họ cũng cầm cái tờ cái cây mà, phải không, họ ra như nè, ra lên ra xuống, rồi bắt đầu họ coi trong túi sách của mình có cái gì hay không, rồi nói chung là nếu mà họ có khả nghi là họ cho mình qua một bên, rồi bắt đầu họ lôi hết đồ trong người của mình ra, họ check, rồi bắt đầu là họ bắt mình giơ tay lên y như là mình đi check in ở trong phi trường rồi đó. Không biết là cái này là họ check xem là mình có vào đó mình khủng bố hay không hay sao á, mà kỹ lắm, rất là kỹ. Để coi Paris by Night nhưng mà không có quay phim chụp hình, cũng như là không có live stream, không có bỏ Facebook luôn, bởi vì các bạn có biết là trung tâm Paris by Night mỗi một lần họ có cái show diễn như vậy đó, thường thường là họ bán đĩa, họ ghi hình, đó là cái ý thức của mỗi người. Tại vì nếu mà mình có quay lên Facebook hay là live stream chăng nữa đi, hay là mình có quay phim để mình dò rỉ ra như vậy đó, thì cái đĩa của người ta sao người ta bán được. Bởi vì các bạn cũng biết là Paris by Night họ tồn tại là do là họ cũng còn bán băng đĩa được nè, rồi show của họ cũng còn có người đến để coi, chứ nếu không á, thì cái món ăn tinh thần ở hải ngoại này không còn nữa. Bởi vì thế nên là đó là cái ý thức của mỗi người, khi mà biết là họ có ghi hình thì không có ai người ta bỏ cái phim lên để người ta quay lên hết. Nên là khi mà bắt đầu vào để quay cái rạp hát cho các bạn coi, cũng như là coi lúc mà ta phỏng vấn mấy người mà trong lúc họ đang sửa soạn ở sân khấu đó, thì Paris by Night họ có phỏng vấn mấy đứa bé, rồi có như là mấy cái người mà tại sao mấy người nước ngoài có hiểu gì không mà tại sao lại ủng hộ cho Paris by Night vậy đó. Thì Kim có quay chút chút lên thôi, chứ còn khi mà vào chính lúc mà họ bắt đầu trình diễn là bắt đầu là tất cả mọi người đều tắt phone em ỉm luôn, không có ai mở hết. Đấy là lý do tại sao mà nói đi coi Paris by Night mà không có cái gì để lên cho các bạn coi. Thì nếu mà các bạn nào có còn ủng hộ cho trung tâm Paris by Night đó, thì nên hãy mua băng đĩa gốc của họ. Nếu như họ còn á, thì mình còn có món ăn tinh thần. Mà Paris by Night thì các bạn biết đó, mỗi lần mà họ chuẩn bị show đó họ chuẩn bị kỹ lắm. Còn cái chương trình như thế nào đó thì cũng tùy theo. Có khi mà cái chương trình nó hấp dẫn, nó hay là còn do cái người tổ chức nữa, và do ca sĩ nữa, và do cái thí dụ như là chọn đúng cái chủ đề hay không. Đấy, nên là Kim không có muốn bật mí ra. Nếu mà bật mí ra thì các bạn biết là như vậy thì tội nghiệp cho người ta lắm. Bởi vì đây cũng là mình cũng muốn giữ lại cái truyền thống của Việt Nam ở hải ngoại này. Nên là thôi, thì khi mà Paris by Night đó họ ra đĩa, các bạn cố gắng đón xem và nhớ mua ủng hộ băng cho họ nha. 2 năm vừa qua đó, vì dịch Covid nên là ca sĩ không có đi hát nhiều. Nhưng mà anyway, dù gì chăng nữa thì giọng hát của họ vẫn còn hay vô cùng luôn. Trong 2 năm vừa qua ở nhà chống Covid đó, các nghệ sĩ cũng nói là ô, chúng em ở nhà, chúng em không có việc gì làm, chúng em buồn lắm luôn, nhớ sân khấu lắm luôn. Có nhiều người lên nó giống như là nó muốn khóc luôn á, giống như cô Ngọc Anh á, cô lên cô nói giống như là cô giống như là cô muốn òa khóc luôn á. Vì có nhiều người họ yêu nghề đó, họ trong vòng 2 năm mà không làm gì, không hoạt động gì đó, rồi không biết tương lai ra sao nữa, nên là họ nhớ sân khấu. Đó, cái việc mà họ xúc động cũng là chuyện bình thường thôi. Thôi, tới đây Kim xin dừng video, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Xin mến chúc quý ông bà và anh chị em ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bye bye!